Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Festival Hoa 2019 dự kiến sẽ diễn ra trong 5 ngày 20 đến 24 tháng 12 tại thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc. Nhiều mô hình bằng hoa sẽ tiếp tục được đặt xung quanh Hồ Xuân Hương, tái hiện nét đặc trưng của Đà Lạt như biệt thự cổ, công viên. Không gian hoa cũng được tạo dựng tại các làng hoa truyền thống, đường Lê Đại Hành, vòng xoay đài phun nước trước chợ Đà Lạt. Điểm nhấn của sự kiện năm nay là các tiểu cảnh hoa tươi, đặc trưng được làm mới từng ngày. Ngày đầu, ban tổ chức sẽ sắp đặt tiểu cảnh sử dụng hoa hồng làm chủ đạo. Những ngày tiếp theo là hoa lily, hoa cát tường, hoa cúc và hoa lan. Ngoài không gian trưng bày hoa, lễ hội năm nay còn có nhiều hoạt động khác như thử nghiệm tuyến đường chiếu sáng nghệ thuật từ công viên Trần Hưng Đạo đến khách sạn Sài Gòn Đà Lạt, giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam Hàn Quốc, trưng bày triển lãm hoa cây cảnh quốc tế, khai mạc tuần văn hóa trà và tơ lụa Bảo Lộc, trình diễn thời trang tơ lụa Bảo Lộc. Đây là năm thứ 8 lễ hội được tổ chức. Ngoài mục tiêu thu hút thêm du khách, Festival Hoa còn là dịp để thành phố Đà Lạt tổ chức các buổi giao lưu văn hóa, thu hút đầu tư trong và ngoài nước.